Anh Hoàng, anh có sao không? Vì nó mà mấy người đối xử với tôi như vậy đó hả? Lại cặn bã như nó mà cũng thích được hả? Đúng, tôi thích người như vậy đây. Thì sao? Ông có tư cách gì để mà xen vào? Dù sao cũng chỉ là hẹn hò giả thôi mà. Nè, Nguyễn Trần Ngọc Trân. Để mà như vậy về nhà mẹ tôi giết tôi chết. Anh Thư à, bà học giỏi như vậy, học kỳ sau bà dạy kèm tôi nha. Tôi không muốn phải thi lại đâu. Nè, có nghe tôi nói không vậy anh Thư? Đã nói là đừng đụng vô bạn gái tôi rồi mà. Lần trước cảnh cáo mấy người không biết sợ hả? Hả? Tại sao lại nói chứ? Thì tại sao không phải là Dân An? Anh Thu, bà phiền quá. Mà bà coi, tìm cách xử lý nhỏ đi. Biết rồi, nó hoài. Nhất định con nhỏ đó phải biến mất khỏi cái trường này. Ghê ta, nay bạn tôi 8 điểm toán luôn. Mà nói gì thì nói, tụi mình giỏi một, hai người bạn trai tụi mình giỏi 10 lần á. Không uổng công hai đứa mình có mấy người bạn trai giỏi toán. À, chiều nay phải xét kèo liền chứ, đúng không? Duyệt, mình được cân trường. Duyệt. Ê, vậy bà nhắn tin cho Minh Đức đi, tôi nhắn tin cho Nam Khánh. Ok. Ok. Đi. Nè, tôi có một tin vui báo cho ông đó nha. Hôm nay tôi có điểm thi rồi á. Được 8 điểm luôn. Đây là cái số điểm cao nhất kể từ khi bắt đầu sự nghiệp học tập của tôi á. Nhà thầy dạy giỏi đó. Ừ, cũng nhờ trò học tốt mà. Ừ, trò học cũng tốt. À, tan học, ông rảnh không? Thì tôi muốn mời ông ăn một bữa để cảm ơn. Chà, nay được bạn gái mời đi chơi luôn ta. Biết có bận gì không ta? Nếu ông bận thì thôi vậy. Ê, bận nào? Rảnh lắm. Vậy nha, thời gian và địa điểm cụ thể tôi sẽ nhắn tin cho ông nhá. Giờ tôi về lớp đây.
Ngon quá ha. Đâu mày vui chứ, đúng không? Đúng rồi. Thôi, mình ăn đi, mất công ngủ đó kìa. Ăn cái này đi. Công nhận làm cho đẹp khổ đi ha, thì đâu cô gái nhìn hết trơn. Người ta nhìn á thì không có sao, nhưng mà mấy người mà nhìn á chết chắc. Đau. Thấy chưa, mọi người ăn đi. Xong rồi mình đi tăng 2 nha. Nó muốn đi đâu nè? Trà sữa. Dịp. Ừ, đi đi. Anh Hoàng, đàn anh khóa chơi của tôi. Chào mấy đứa. Em chào anh Hoàng. Thôi đi trước nha, bạn anh chờ ở trên. À, mà lâu quá anh chưa được ăn bánh em làm. Dạ vâng, để khi nào rảnh em làm tặng anh nha. Hứa rồi đó nha. Thôi, đi nha. Đi nha mấy đứa. Bà thân thiện quá ha. Chứ sao, anh ấy thân thiện lắm luôn á. Đã thế còn rất là tài năng, biết đàn, biết hát mày. Ở trường cũ á, hơn một nửa số nữ sinh là thích anh ấy rồi. Còn cái bánh sao? À, thì là hồi trước tôi hay làm bánh tặng anh ấy. Khi nào rảnh, nhất định tôi sẽ làm tặng anh ấy một cái mới được. Tôi về sân chút. Cái bà này không có tin lý gì hết trơn. Nam Khánh cũng ghen rồi kìa. Sao lại ghen? Có người con trai nào mà thấy bạn gái mình quan tâm tới người khác giới mà chịu nổi không hả? Đặc biệt là ông Nam Khánh nữa. Ông chưa đánh nó một trận mà may lắm rồi đó. Làm tốt lắm anh bạn. Vụ gì? Thì chuyện nãy đó tôi biết là không đánh làm kiên trọng lắm, nhưng mà vì dân an đúng không nên là không đánh. Đúng á là về chuyện đánh nhau thì tôi có thua một chút, nhưng mà còn về chuyện tình yêu á thì sắp tới tôi có mở một cái lớp học, nếu có nhu cầu thì mấy người tới học đi. Alo, nay mày biết tao gặp ai không? Con nhỏ em bốn mắt rồi đó đó. Cái con nhỏ mà hay mang bánh cho mình đó. Ừ, lâu rồi nay tao gặp lại nó. Nhưng mà có vẻ nó vẫn còn thích tao mày ạ. Không tin à? Chơi một kèo không? Kèo nhậu. Khùng quá. Tất nhiên là chơi cho vui rồi chứ yêu đương gì nhỏ đó. À, hỏi anh em có ai hứng thú không? Thích tao bán cho. Sao hai người này làm gì mà lâu vậy ta? Thôi tôi ra ngoài xem sao nha. Bà ơi. Wow.
Anh Hoàng, anh có sao không? Gì nó mà mấy người đối xử với tôi như vậy đó hả? Lại cặn bã như nó mà cũng thấy được hả? Đúng, tôi thấy người như vậy đây. Thì sao? Ông có tư cách gì để mà xem vào? Dù sao cũng chỉ là hẹn hò giả thôi mà. Ông có cần phải diễn đạt như vậy không? Diễn hả? Dù gì cũng sắp hết 3 tháng rồi, xem như giao kèo chấm dứt tại đây đi. Từ bây giờ giữa ông và tôi xem như không có gì hết. Vậy đi. Nè Sophie. Nè Sophie, dừng lại đi. Tôi là bạn thân của bà. Chuyện quan trọng như vậy bà cũng không nói với tôi nữa. Bà có còn xem tôi là bạn không vậy? Chắc là dân anh có chuyện khó nói nên mới chọn cách không nói ra thôi. Khó nói với cả bạn thân luôn á hả? Mà cái tên đàn anh nó cũng đáng đánh lắm. Tôi với Nam Khánh nghe rõ ràng, nó nói là sẽ tán Dân An rồi chuyển qua cho bạn của nó. Nè, đi đâu vậy? Thì đi kiếm cái tên đó, xong rồi đánh cho nó một trận. Thôi bỏ đi, chuyện quan trọng bây giờ là mình giải quyết cho Nam Khánh với Dân An kìa. Nhưng mà sao mình giải quyết rồi hòa giải cho hai người đó được chứ? Cái đó chỉ là một bản giao kèo thôi mà. Thôi quá đi. Phải chi cứ như tự nhiên, biết nhau, quen nhau, rồi tìm hiểu nhau. Như vậy có phải đỡ hơn không? Đằng này có cái bản giao kèo ở giữa nữa. Tôi nghĩ là chắc Dân An có lý do. Lý do gì chứ? Tại ông chứ ai? Sao tại tôi? Thì tại ông hồi xưa cứ dồn dập con nhỏ, xong rồi làm nó sợ, nó mới vơ đại trùm trường, nhận làm bạn trai. Nhưng mà còn Nam Khánh, lý do của ông là gì? Tại sao ông lại có bản giao kèo với Dân An? Cái này thì tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi biết, nhờ có vậy thì tình cảm của mình mới đặt đúng chỗ sao? Mà nhờ có vậy thì mấy người mới có được bạn trai soái ca giống như tôi nè. Thục quá. Chịu cười rồi đó ha. Hay là để tôi đưa Sophie về hả? À mà thôi, ông về trước đi. Tôi có việc đi đây xíu. Thì đi đâu tôi đưa đi luôn nè. Thôi, ba cái chuyện con gái mà, phải tự đi được rồi. Xíu tối về nhắn tin nha. Bà có xem tôi là bản thân không vậy? Có, tất nhiên là có rồi. Vậy mà chuyện lớn như vậy, bà không nói với tôi. Tôi xin lỗi. Nhưng mà tại lúc đó Nam Khánh nói là phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này. Nên là tôi... Giữ bí mật với cả tôi luôn hả? Bà sợ tôi đem chuyện này nói cho người khác biết hay sao? Không phải. Nhưng mà lúc đó Nam Khánh trong hình dung của tôi cực kỳ đáng sợ. Tôi sợ nếu bà biết chuyện này thì bà sẽ bị hại đó. Mà lâu dần tôi thấy chuyện này cũng không còn quan trọng. Nên là tôi không biết phải nói với bà như thế nào. Bà tha lỗi cho tôi đi.
Tôi hứa là từ lần sau tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Sophie, hay là tôi khao bà một chầu cá viên chiên để tạ lỗi, đúng không? Hai chầu. Bà nói gì? Tôi nói một lần, không nghe, ráng chịu. Cảm ơn bà nha. Bà đó nha, lần sau mà bà còn giữ bí mật với tôi chuyện gì là to xì luôn á. Tôi biết rồi. À mà khoan, hôm bữa cái tụ bài tôi xem cho bà thì nó nói là mối quan hệ giữa bà với Nam Khánh không có bình thường. Mà tôi thấy dạo gần đây hình như hai người có gì đó hơi lạ nha. Giống như là không phải mình hẹn hò giả vậy đó. Biết đâu bản giao kèo thì là giả, nhưng mà tình cảm thì là thiệt. Thôi tôi không biết nữa. Chuyện này bỏ qua đi. Trùng hợp ghê ta. Hôm nay tôi mới mua bộ đồ làm bánh, không biết là ai đó có muốn làm chung ta. Người ta đã có lòng thì mình phải có giả thôi. Làm đúng đi. Dù sao thì cũng sắp hết hạn mà giao kèo rồi. Sắp được tự do rồi. Yeah.